Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugar Land, Spring, Humble, Fourchiel và những thành phố lân cận khác thì em đều có thể giúp anh chị mua bán được. Hôm nay thì em có dẫn khách đi xem nhà tại thành phố Sugar Land. Thì thành phố Sugar Land là một thành phố kế bên khu Bel Air Việt Nam của mình, là khu rất là đông người Việt. Cái khu này lúc trước mới mở ra rất là sôi nổi, tại vì có rất là nhiều người họ chưa thấy căn nhà ra sao, cũng chưa biết giá nhà ra sao, họ cứ lên cái waitlist rồi phải có cái proof of fund hoặc là cái pre-approval người ta mới cho mình lên cái waitlist. Và em cũng có rất là nhiều khách hàng gọi vào hỏi cái khu này, tại vì ai cũng muốn một khu nhà mà nhà mới ở thành phố Sugar Land, cũng là thuộc thành phố tốt, rồi đi ra khu Bel Air Việt Nam gần, thì có rất là nhiều anh chị em cũng on cái waitlist trong cái khu này. Thì một cái điểm mà cái khu này có đó là cái tiền thuế rất là rẻ, chỉ có 1.9 mà chưa xin giảm. Tiền hát sau quay là 650 một năm. Theo em thấy là không có hồ bơi, không có chỗ chơi cho con nít gì hết, nhưng mà tiền hát sau quay là 650, tiền thuế 1.9 chưa xin giảm, là tại vì cái khu này á là kế bên xung quanh là có những cái căn nhà cũ nè, những cái business rồi họ kiếm được một miếng đất xung quanh mấy căn nhà cũ á, thì họ có thể xây nhà lên, nên cái thuế của mình rẻ, tại vì họ không có cần phải làm đường ống nước, đường điện này nọ nhiều nữa, nên được cái là tiền thuế rẻ, chỉ có 1.9. Nhưng mà giá nhà ở đây á thì em thấy từ cỡ 450, 480 trở lên cho một căn nhà nhỏ nhất. Thì ở đây bán rất là sôi nổi, có rất là nhiều người đặt mua, rồi họ cũng xây dựng tùm lum hết, nhà lầu, nhà trệt đủ cỡ khác nhau, và còn có thêm đất nữa nếu mà anh chị muốn chọn đất theo hướng của mình để mà mình xây một căn nhà cũng được luôn. Nhưng mà hôm nay á em sẵn tiện đi ngang qua khu này, em thấy có căn nhà mà họ bán. Căn nhà này á là họ đang xây dựng ngay cái khu NLOT, bán với giá là 525 ngàn, mà em thấy họ giảm hình như cũng 20 ngàn rồi. Nhà này xây chưa xong, tháng 5 mới xây xong. Nhưng mà được cái là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm với một cái office, hoặc là mình có thể làm 5 phòng ngủ 3 phòng tắm, cái diện tích là hơn 2.200 square feet và đang bán cái giá là 525 ngàn. Căn này thì thấy cũng rất là tương đối, sẵn tiện ở đây nên muốn video chia sẻ với anh chị. Nhưng nếu anh chị em nào mà muốn nhà lầu hoặc là nhà lớn hơn thì mình có thể chọn đất mình xây cũng được, tại vì xung quanh là em không có thấy các căn nhà nào inventory hết, chỉ có một căn duy nhất là em chuẩn bị chia sẻ với anh chị thôi. Có thể là có người họ đặt xây nhưng mà họ đổi ý, họ không mua nữa nên nó lên thị trường. Có chia sẻ là thuế chỉ có 1.9 thôi, nhưng mà mình đi ra khu Bel Air Việt Nam á là chưa tới 10 phút nữa, và mình đi chợ Hồng Kông 4 á là khoảng 18 phút, đi lại thuận tiện, có nhiều tiệm ăn, quán ăn ở trên cái đường Bel Air, và khu này thì cũng rất là yên tĩnh. Kế bên là có cái nhà thờ phía bên kia luôn, rồi có trường học xung quanh nữa. Thì nếu anh chị em nào quan tâm về cái căn nhà này hoặc là cái khu này và muốn biết thêm thông tin thì hãy gọi cho em nha. Khu nào xung quanh Houston và những thành phố lân cận em đều có thể giúp anh chị mua bán được hết, thì anh chị hãy cứ gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Anh chị hãy cùng nhau đón xem cái video này. Đừng quên cho một cái like và chia sẻ video cũng nha. Khu này lúc trước mới mở ra bán thôi mà có rất là nhiều người ở trên cái waitlist rất là sôi nổi, mà mặc dù người ta không có biết là cái giá nhà bao nhiêu hết. Thì em thấy cái khu này giá là cỡ tầm 450 trở lên, nhưng mà sau khi upgrade này nọ thì thấy cũng cũng cao, cũng cỡ tầm gần 500 chứ không ít đâu. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người mua, tại vì thuế rất là rẻ, chỉ có 1.9 mà chưa xin giảm. Và mình đi ra khu Bel Air Việt Nam gần nè, đi chợ gần, đi nhà thờ, đi chùa gần đó. Và tiền hát xoay cũng rẻ nữa, chỉ có 650 một năm thôi. Những căn nhà kia là đã có người mua và họ xây dựng, nhưng mà ở đây vẫn còn đất, nếu anh chị em muốn xây cũng được. Nhưng mà em thấy các căn nhà đó họ đang bán, căn nhà này là ngay khu NLOT luôn, căn này là xây dựng chưa có xong nhưng mà họ đang xây, họ đang bán đó. Thì sẵn tiện em muốn chia sẻ với anh chị luôn đó. Căn này là ngay khu NLOT, là phía bên trái của mình là không có nhà nè, mình chỉ có hàng xóm phía bên phải thôi đó. Những căn kia là có người đặt xây hết rồi đó.
Căn này là 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có diện tích là hơn 2.200 square feet và cái giá là 525.000. Nhà ở đây là 4 mặt gạch, rất là cứng cáp. Mình vào trong mình xem đi. Không biết ồn gì, hồi nãy giờ anh chị có nghe được không nữa. Họ sẽ bỏ gạch đầy đủ luôn. Đây là phía trước căn nhà. Đây là cái màu gạch này, cũng rất là sáng sủa. Wow, cái foundation đổ cũng cao quá ha. Đây, mình vào trong mình xem đi. Đây, cái này là họ còn đang xây dựng, nhưng mà căn này là đang bán nên em video chia sẻ. Anh chị em nào quan tâm thì mình cũng có thể mua ngay. Ở đây là ở phía trước đây, họ sẽ lắp gạch lên luôn. Mình bước vào á, mình có được ba cái tray ceiling như thế này, rất là sang. Bức tường đã lên rồi, chỉ còn bả sàn nhà với lại countertop này nọ thôi. Bước vào là có được một phòng ngủ ở phía trước đây. Rồi bên đây là cái nhà tắm. Rồi bên đây á là cái chỗ để đồ. Hay. Rồi qua đây mình có cái phòng này. Phòng này là có hai cửa đóng lại, thì chắc là phòng coi phim hoặc là phòng làm việc. Rồi qua bên này á là mình có chỗ giặt sấy nè, chỗ giặt sấy. Rồi qua đây là chỗ đậu xe. Đó. Hai chỗ đậu xe. Ở trong này thì Vi thấy trần nhà cao ráo. Hello. Cửa ở đây là 8 feet hết. Cửa nhà rất là cao. Cửa là 8 feet nè. Trần nhà bước vào cao thoáng. Đó là bước vào là mình có một cái phòng ngủ ở phía trước với lại một phòng tắm. Rồi kế bên đó là mình có cái phòng mà ở chỗ này là phòng có phim hoặc là phòng làm việc, nhưng mà sẽ có hai cái cửa đóng lại. Và hình như cái chỗ kia là cửa sổ kìa, nhưng mà họ đang làm á. Rồi xuống dưới đây mình có cái phòng ăn, phòng khách. Rồi cái bếp, hai cái bếp đó, tủ 42 inch, countertop, backsplash đầy đủ, built-in appliances luôn. Mấy ông này đi hay thiệt đó. Đó, còn cái này là cái pantry. Rồi, đi qua hướng này đi. Chỗ này mình có cái bếp nè, phòng ăn với lại phòng khách, rất là sáng sủa. Rồi ngay đây là cái cửa đi ra phía sau đó, cái patio của mình ở phía sau. Ồ, nhà này là hình như phải 4 mặt gạch không, mình đi coi thử nha. 4 hay 3 đây ta? 3 mặt gạch đó. Cái sân vườn của mình thì tới đây thôi, chia với nhà kế bên. Nhà lầu, nhà trệt đầy đủ, đủ kiểu hết á. Đó, những căn nhà mà xây xong thì nhìn như thế này nè. Đó, rất là đẹp. Xây xong là hoàn chỉnh là nhìn như thế này. Rồi, qua đây á, là mình có cái phòng master. Master này thì mình cũng được cái bow window ngay đây. Tới 8 cái cửa sổ, 4 cái lớn và 4 cái nhỏ. Đó, mình có thể bỏ ghế ở đây mình ngồi nè. Rồi bên đây á là cái phòng, phòng master rất là rộng rãi. Đó. Trong này thì cỡ tầm 10 feet á, trần nhà cao 8, 9, 10, 11, chắc tới 11 luôn á. Đó, phòng master. Rồi qua đây á là mình có được cái nhà tắm, mình cũng được hai cái sink. Bên đây một cái, rồi bên kia một cái. Rồi cái tấm nằm ở đây. Đó, rồi cái tấm đứng bên này. Màu tủ trong nhà tắm là màu này. Rồi cái toilet. Rồi đây là cái walk-in closet. Đó, cũng rộng rãi lắm. Cái tấm đứng thì ở đây. Họ sẽ bỏ kiến cho mình đầy đủ.
Nhưng mà cái phòng master này thì Vi rất là thích nè, tại vì nó rất là rộng mà nó thoáng nữa, có nhiều cửa sổ. Rồi bây giờ mình đi qua hướng bên này nè, cái phòng khách của mình nè. Đó, rồi bên kia là ngay cửa sổ là phòng ăn. Hà đang làm á nên Hà phải che cửa sổ lại, không thôi bị dính. Nhưng mà chỗ đó là có cửa sổ. Rồi cái bếp bên đây. Rồi đây. Ở đây là mình có một cái phòng ngủ nè. Đó, phòng ngủ. Rồi đây là cái nhà tắm. Rồi bên đây một phòng nữa. Đó. Thì cái phòng ngay đây nè, mình có thể là phòng ngủ hoặc là phòng làm việc. Thì nếu mà mình làm cái phòng làm việc á là mình chỉ có 4 phòng ngủ 3 phòng tắm thôi, nhưng mà nếu mà mình làm phòng ngủ luôn á thì được 5 phòng ngủ 3 phòng tắm. Đó. À, đang xây dựng rất là ồn, nhưng mà em thấy ở bên trong rất là cao ráo, cũng được lắm á. Nếu anh chị em nào kiếm tìm một khu nhà mà gần Bel Air hoặc là nhà mới mà đi lại thuận tiện ở dưới khu Southwest á, thì cái khu này có rẻ nữa. Đó, bên kia là những căn nhà hạ xây kìa. Đó. Lúc mới mở ra bán rất là đắt luôn, nhưng mà ở đây còn nhiều đất, mình có thể đặt mình xây cũng được nữa, tùy theo ý mình. Những căn nhà này á là có người đặt xây chứ không phải là hạ xây hạ bán đâu. Và những căn này cái giá cỡ tầm từ 450 trở lên, tùy theo upgrade, tùy theo diện tích lớn nhỏ. Lúc họ mới mở ra thì bán rất là sôi nổi luôn. Lúc đó là chưa có giá nhà, cũng chưa có biết là nó như thế nào. Nhưng mà tại vì cái thuế rẻ và cái vị trí của cái khu này á, nên có rất là nhiều người lên cái waitlist để mà mua. Nhưng mà chắc chắn thì cũng sẽ có nhiều người không làm loan được hoặc là đổi ý không mua. Nên Vi cũng sẽ canh để video chia sẻ. Tại vì những căn nhà mà họ đổi ý họ không mua thì cái giá sẽ rẻ hơn so với hạ xây. Đó. Rồi mình đi ra ngoài đây á, là có business ở phía ngoài nè, có tiệm tóc nè, rồi có chỗ giữ trẻ, school. Rồi bên đây là có trường học. Đó, cái màu xanh xanh này là trường học nè.